Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì đến cuối năm 2022 cả nước có 6.001 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt gần 74% tổng số xã có 255 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới chiếm gần 40% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì ở mức giảm 1 đến 1,5% một năm đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 đạt khoảng 57% kế hoạch về nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 đến hết tháng 12 năm 2022, các địa phương đã giải ngân khoảng 93% kế hoạch, dự kiến đến hết quý 1 năm 2023 sẽ giải ngân 100%. Về phân bổ ra kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, đến nay đã có 42 trên 48 địa phương được phân bổ chi tiết gần 19.000 tỷ đồng. Có 25 địa phương bố trí khoảng 5.500 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện để đánh nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xử lý các khó khăn vướng mắc, có văn bản trả lời hướng dẫn diễn giải cụ thể và đồng thời gửi 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để các địa phương tham khảo triển khai thực hiện bảo đảm thời hạn được giao tích cực theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thành phần được giao chủ trì quản lý tại các địa phương để chủ động ra soát nghiên cứu sửa đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách theo tinh thần tháo gỡ các nút thắt khơi thông các điểm ngẽn phù hợp tình hình thực tiễn tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi thông suốt hoàn thành các mục tiêu đề ra Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần chủ động quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh giàn trải rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện.